cuối năm 2019, đầu 2020, đại dịch COVID-19 phát tán khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Trung ương Đảng và Nhà nước Việt Nam họp bàn ra chỉ thị kiên quyết đối phó dịch bệnh trực tiếp bởi các cơ quan từ Trung ương đến địa phương được Chính phủ chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham gia chỉ đạo được phân công nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Cuối năm 2020 và đầu năm 2021, đại dịch COVID-19 đã xuất hiện nhiều biến thể nguy hiểm và bùng phát trở lại ở giường rồng trên thế giới. Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia nhiễm biến thể mới này. Ông Vũ Đức Đam đã nhiều ngày thức trắng, quên ăn, quên ngủ, xuống tầng địa bàn, nắm bắt tình hình, tìm giải pháp chỉ đào phòng, chống dịch hiệu quả. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định phân công ông Vũ Đức Đam tạm kiêm nhiệm chức vụ bí thư ban cảng sự Đảng bộ y tế, trực tiếp lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của bộ. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2019, Bộ Chính trị có quyết định phân công ông kiêm nhiệm vị trí bí thư ban cản sự Đảng bộ y tế. Ngày 7 tháng 7 năm 2020, ông thôi giữ chức vụ này và trao quyền lại cho ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Vũ Đức Đam là một chính trị gia nhận được nhiều sự quan tâm, kính trọng gây ảnh hưởng lớn ở Việt Nam trong những năm công tác ở vị trí lãnh đạo địa phương, người phát ngôn của chính phủ, tham gia lãnh đạo chính phủ, đặc biệt là trong giai đoạn chỉ huy chống đại dịch COVID-19. Ông Vũ Đức Đam được bảo giới đánh giá cao bởi sự gần gũi, thẳng thắn. Ông thường trò chuyện thoải mái, thân thiện với phóng viên như với bạn bè, đồng nghiệp. Khi được giao nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, ông đã kiên quyết lãnh đạo để bảo vệ sức khỏe người dân được yêu mến và gọi dưới các biệt danh như Người hùng không ngủ, tướng tư lệnh, người thuyền trưởng tài ba, ông Vũ Đức Đam, hiện là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, ủy viên ban cảng sư đảng, phó thủ tướng chính phủ Việt Nam, kiêm nhiệm chủ tịch ủy ban quốc gia phòng, chống ế và phòng chống tệ nạn ma túy. Ông Nguyên là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 10, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, bí thư tỉnh ủy, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thủ trưởng bộ bộ chính viện thông, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trợ lý, thư ký nhà lãnh đạo võ văn kiệt. ông vũ đức đam là đảng viên đảng cộng sản việt nam, học vị tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. ông trở thành thành viên của chính phủ việt nam từ năm 2011 là thành viên trẻ nhất khi được bổ nhiệm đồng thời cũng là phó thủ tướng chính phủ trẻ nhất trong chính phủ Việt Nam các khóa 13, 14 từ năm 2013. Xuất thân và giáo dục, ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963 tại làng Cù Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miền, tỉnh Hải Dương. Ông lớn lên và theo học phổ thông ở quê nhà. Năm 1982, ông được nhà nước cử đi du học tại Universal Libre Bruxelles, thành phố Bruxelles, Vương quốc Bị. Hoàn thành năm 1988. Năm 1994, ông bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế tại Viện Kinh tế và Chính trị thế giới. Tên luận văn là Xu hướng, kinh nghiệm phát triển viện thông trên thế giới và vận dụng vào Việt Nam, người hướng dẫn là giáo sư, tiến sĩ Bùi Huy Khoác. Trong những năm du học ở châu Âu, ông học hỏi và thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Ông Vũ Đức Đam được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 19 tháng 2 năm 1993, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 19 tháng 2 năm 1994. Trong quá trình hoạt động Đảng và nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Sự nghiệp: Ông Vũ Đức Đam bắt đầu sự nghiệp trong tổ chức Đảng, nhà nước từ tháng 10 năm 1988, khi trở về nước sau những năm du học Ông được phân công công tác với vai trò kỹ sư tại công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ kỹ thuật bưu điền thuộc Tổng cục Bưu Điền. Đến tháng 10 năm 1990, ông trở thành chuyên viên ban phát triển kỹ thuật và quan hệ đối ngoại, tổng công ty bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tháng 3 năm 1992, ông trở thành chuyên viên văn phòng Tổng cục Bưu Điền. Tháng 4 năm 1993, ông được Tổng cục trưởng Đặng Văn Thân bổ nhiệm làm phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu Điền khi vừa mới 30 tuổi. Trong những năm đầu sự nghiệp, Vũ Đức Đam công tác ở cơ quan nhà nước về viễn thông, bưu điền, tổ chức được đổi tên. Thay đổi hình thức nhiều giai đoạn như Tổng cục Bưu điền thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điền rồi thay đổi trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Tổng công ty Bưu Chính Viễn thông mô hình doanh nghiệp và là tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam ngày nay. Tháng 10 năm 1994, ông được điều chuyển sang văn phòng chính phủ, Dự vị trí phó vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế thuộc văn phòng chính phủ Việt Nam. Từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 8 năm 1996, ông là quyền vụ trưởng rồi vụ trưởng vụ ASEAN thuộc văn phòng chính phủ Việt Nam. Tháng 8 năm 1996, Vũ Đức Đam được phân công làm thư ký thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông công tác ở vai trò phụ tá, hoạt động trợ giúp cho lãnh đạo hành pháp những năm cuối nhiệm kỳ, những năm 1996-1997 năm 1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt được miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng khi 75 tuổi, là Cổ vấn ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Giai đoạn này, từ tháng 8 năm 1998 đến tháng 3 năm 2003, ông Vũ Đức Đam tiếp tục phụ tá Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chức vụ là trợ lý Cổ vấn Trung ương. Năm 2003, ông Vũ Đức Đam được Trung ương điều chuyển tới công tác ở tỉnh Bắc Ninh. Tháng 3 cùng năm, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, ông được phân công tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, được bầu làm phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 4 năm 2004, ông là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tháng 11 năm 2007, Trung ương quyết định điều chuyển ông Vũ Đức Đam tới công tác ở tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và giữ chức phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh tại kỳ họp thứ 12, kỳ họp bất thường, sáng 5 tháng 5 năm 2008, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 11 đã bầu ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thay cho người tiền nhiệm vụ nguyên nhiệm nghỉ hưu. Ông đồng thời giữ chức Phó Bí Thư tỉnh Ủy tỉnh Quảng Ninh, phụ trách lãnh đạo hành phạt tỉnh Quảng Ninh những năm 2007-2010. Ngày 17 tháng 3 năm 2010, tại hội nghị lần thứ 26 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Vũ Đức Đam được bầu làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh với số phiếu tuyệt đối bởi tất cả các ủy viên ban chấp hành tỉnh ủy Quảng Ninh, thay thế Nguyễn Duy Hưng. Ông đồng thời giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho đến tháng 8 năm 2010. Ngày 19 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Vũ Đức Đam được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Ông công tác với vai trò lãnh đạo toàn diện tỉnh Quảng Ninh cho đến năm 2013 với mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh ven biển. Tháng 8 năm 2005, ông Vũ Đức Đam được điều chuyển công tác từ Bắc Ninh về Trung ương, được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải quyết định bổ nhiệm làm Thủ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông. Đến ngày 27 tháng 7 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiến nghị Quốc hội khóa 12 phê chuyển chuyển thể Bộ Bưu Chính Viễn Thông thành Bộ Thông tin và Truyền thông ông Vũ Đức Đam chuyển sang làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2007. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, khi 43 tuổi, ông Vũ Đức Đam được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2006-2011. Năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phê chuẩn nhân sự chính phủ nhiệm kỳ 11 về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam ngày 3 tháng 8 năm 2011, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Việt Nam khóa 13, ông Vũ Đức Đam được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông phụ trách các hoạt động trong chính phủ những năm 2011-2013, tham mưu cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong công việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước, được kế nhiệm bởi ông Nguyễn Văn Nên. Thời kỳ này, ông đóng vai trò như là người phát ngôn của chính phủ, đã khởi xướng chương trình chuyên mục dân hỏi bộ trưởng trả lời trên đài truyền hình quốc gia. Với mục tiêu tăng cường tương tác giữa cơ quan nhà nước và người dân, tỉnh gần dân nhận được đông đảo sự ủng hộ. Ông Vũ Đức Đam giữ chức vụ Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho đến ngày 13 tháng 11 năm 2013. Được Quốc hội Việt Nam khóa 13 phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 6 với tỷ lệ tán thành 84,54%, đồng thời là Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ. Tháng 2 năm 2015, ông Vũ Đức Đam được chỉ định làm chủ tịch hội đồng chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông tiếp tục được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Việt Nam khóa 14, Ông tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ tán thành 95,75%. Công tác cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phụ trách theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm và các vấn đề xã hội, thông tin và truyền thông, văn hóa, du lịch, thể dục, thể thao, y tế, dân số, gia đình và trẻ em, tương ứng với việc phụ trách quản lý các bộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị cấp cao khác như Viện Hàng lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàng lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ông Vũ Đức Đam còn kiêm nhiệm các chức vụ, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Trung ương. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trưởng ban chỉ đạo nhà nước về du lịch. Trưởng ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống ế và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.